dạo lại như các bạn biết á, mấy đứa con gái mà nó phái con máy bay, nó nói với mình à, bố ơi biết ngày nào đó con được đi lên máy bay. Thì với phần á là mình hứa với tụi nó là mỗi năm mình sẽ cho nó đi biển một lần, nên ngày mai mình quyết định sẽ cho nó đi lên máy bay, đi mai mày trời. Sân bay ở Miami này nó tại quá, nó dở quá. Từ cái chỗ mà mình đáp xuống tới cái chỗ mà mình để mà mình lấy xe mướn á, đi coi như là đi cầu thang máy cuộn máy kéo dài đi á, tới mấy chập, rồi phải đi xe điện ngầm nữa rồi tùm lum á. Đi có mấy đường đất rồi phải xách vali theo đó mà chết bà đi. Thì ở cuộc cũng lấy xe sâu gần cả tiếng rưỡi đồng hồ mới lấy được cái xe á. Quá đông, tại hôm qua là ngày lễ mẹ ở bên Mỹ cho nên ở Mỹ ở đây người dân họ đi chơi rất là nhiều cho nên rất là đông. Thì hôm qua tới nơi thì ai cũng mệt hết rồi, có hai đứa nhỏ là khỏe rồi, nhưng mà mình cũng mới đi ăn mấy tiệm Việt Nam bên này cái rồi mình đóng cửa lại cái xong rồi mình mới nghỉ ngơi. Thì hôm nay mình mới đi tới cái khách sạn mà lúc đầu mình định mướn. Thì bây giờ mình mới phát hiện ra một điều là cái khách sạn mà mình định mướn hồi hôm bữa là coi như nó đang thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế luôn, có mà ứng cử viên của Việt Nam ở đó, là mình sẽ tới đó mình coi thử rồi. Thì cái khách sạn nó gọi là khách sạn Hard Rock và mà nó có hình cây đàn á, rất là đặc biệt. Thì mình sẽ tới đó mình quay cho các bạn coi cho biết về cái khách sạn đó ha.
cái đàn Nhật. Mà bên trong có đẹp ha, cái casino nó cũng đẹp quá trời. Cái red room nó cũng sang. Red room là làm họ nó lái siêu xe vô đây không thôi. Bentley hay Lamborghini không? Cùi bắp. Cứ vô cờ bạc. Arrived. Đây đã trở lại với vườn của chị Trinh. Mấy trăm mít. Sao gà ỉa đâu? Đi xuống đây chơi coi nè. Đây cây sao mà chơi rồi. Trái sao mà chơi. Này nó nám hết rồi nè. Ở xa nhìn thấy nó nhỏ chứ lại gần. Nhưng mà cái này nó mới ngon á Hoa. Nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó ngon quá. Bái hồn á. Rồi, thank you chị. Nè, tiếp đi uống giờ nè, tiếp này. Vừa bến tay vú sữa chứ có tê lại đây với con nè. Rồi đây con không sợ hả? Con gà lâu vậy. Hai con tắc kè bự luôn á. Thôi. Con tắc kè có bắn bắn không? Không, nó thấy mình chạy à. Mình đám cho lẫn có bí phải không? Nó là gà lâu nè. Có. Sao con không có thấy trứng? Đừng có bước sâu vô, đứng ngoài đây thôi. Vườn này xong chơi quá trời rồi. Đi ra ngoài, để con đây ngủ nha. Rồi đây. Tắm vô con mắt con không? Đây ra ngoài bó xịt thuốc vô đi. Xin chị ở xin cô cái bát nữa. Hai ly kia. Hai ly đó. Hôm nay mình tới một cái tiệm này, tiệm của chị này là mình quen lâu lắm rồi. Mà chị xuống dưới đây, chị mở tiệm bán trà sữa. Tiệm Quickly. Nằm trong khu này Việt Nam cũng khá là đông.
Trái em Lily Logan Green Tea. Đó. Địa chỉ là 6013 đường Sterling ở thành phố Davie của tiểu bang Florida. Menu thì có rất là nhiều món. Bán nước mía quá. Rồi, bán nước này nè. Rồi, bỏ này.